Biệt đội Amazing trước giờ lên sóng. Thấy là chương trình nói về ăn uống thấy ngon rồi đó, rồi còn coi xét nhập trí đồ quá 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 trời hoành tráng rồi. Nói về nhạc, nói về nhạc luôn là tôi không tự tin, là tôi không tự tin. Nếu mà nói về nhạc ở đây ca sĩ quá trời nè, Quang Trung nè, có Jun nè, nhiều lắm. Thì đã làm ca sĩ nào không nhớ lời thì chú là diễn viên hài, mắc gì chú phải nhớ lời, hiểu không? Tức nguyên như thế là quá chuẩn rồi. Nhi là một thư viện âm nhạc. Nhi là bất cứ bài hát nào là Nhi nhớ hết. Chẳng những nhớ bài hát của Việt Nam mà Nhi còn nhớ luôn cả bài hát nước ngoài. Nói về âm nhạc là nói về Diệu Nhi nha. Đấy đúng rồi. Tại anh là một cánh tay được không trời? Ca sĩ hả? Chưa chắc gì nghe nhạc nhiều bằng. Đúng rồi, chưa chắc đâu nha. Tại nghe thôi chứ đừng có bắt hát. Ví dụ nghe thì ok. Nhưng mà ca sĩ đâu anh, người ta là chị đẹp rồi. Mọi người đặt đúng rồi đó. Niềm tin mọi người đặt đúng rồi. Rồi với cái gương mặt này là đặt đúng rồi đó. Mọi người đặt đúng rồi đó. Đúng. Anh nói thiệt là tới đây là vì đồ ăn thôi, tại vì sáng giờ chưa ăn gì hết. Cho nên là giờ anh hy vọng là sẽ có ăn uống này kia. Thì anh có hát được không? Được sao không được em. Quan trọng là hay hay không thôi, chứ còn hát được, nói được là hát được. Xinh. Cái chiều này được, này thấy anh cho cũng áp dụng luôn. Cái gì mình không được thì mình xin. Xin không được thì mình giật. Thật nhân văn. Vỗ tay. Cuối tuần tuyệt vời Amazing Saturday phát sóng vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3.